xin chào tất cả các bạn, mình rất hân hạnh được gặp lại các bạn trong chương trình Vi Siêng ngày hôm nay. Và trở lại với chương trình Vi Siêng ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu chúng ta về cách để chúng ta làm thế nào để chúng ta có những cái bổ xương chắc khỏe, và cách để chúng ta có thể phòng chống một số bệnh về xương khớp. Thì như tôi được biết hiện nay thì cái vấn đề về xương khớp đang là một vấn đề mà được rất là nhiều người quan tâm. Và những cái bệnh về xương khớp thì mình thấy là nó rất là ngày càng rất là nhiều người mắc. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có được những cái bộ xương chắc khỏe mà rất là đơn giản các bạn nhé. Thì sau đây thì mình xin được chia sẻ với chúng ta như sau. Thứ nhất là chúng ta nên là tập luyện hàng ngày. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng và rất là cần thiết. Tại vì trong quá trình tập luyện hàng ngày thì chúng ta đã hình thành cho được những cái bộ xương của chúng ta một cái sự dẻo dai và vững chắc. Quên là không? Ừ. Tốt nhất là cái đùi áo đời gấp mình chắc ăn. Có một lần nữa. Không ai mãi lần nữa. Không ai dẫn nhưng mà nó xong hai lần đâu. Rất là vững chắc. Và thứ hai là chúng ta phải ăn ăn nhiều rau. Vâng, rau xanh được xem là một cái thực phẩm, thức ăn cung cấp rất là nhiều, một cái hàm lượng canxi rất là nhiều chúng ta bạn nhé. Đặc biệt là một số loại rau như là rau rau xanh, như rau cà tèo ngồi rất đẹp. Bẩn cái chi, lấy cái dĩa lau rồi cái chi bẩn. Ồ, đừng ngồi trong đây hết loại đi đó. Rau cà tèo ngồi. Đi đi. Bên đấy mà ngồi. Rau cà tèo bằng cà tèo ngồi nó vừa đẹp vừa nữa thì đừng ngồi loại hết cái rượu rồi đó. Và chúng ta thứ hai là chúng ta sẽ ăn nhiều rau xanh. Rau xanh là những cái thực phẩm mà cung cấp rất là nhiều những cái hàm lượng các vitamin và canxi rất là nhiều các bạn nhé. Minh ơi, Minh, đi đón em nữa con. Đi đón em đi đã. Vâng, chị về đó chị. Đi đón em đi đã. Ngại lắm. Ngại chị, tao đang quay luôn đi. Có cái gì mà ngại, ra một cái từ ngại không thích tiếng Hồ ấy nhỉ? Đi đi không chào thì ba bắt không chào đi đi. Vâng, nhà chạy cố đó chị. Vâng, rất đấy đúng không? Em thương mượn nó quay nhá. Vâng. Vâng. Áo mẫu điền nữa được nè. Và ra thì chúng ta cần phải ăn nhiều các cái thực phẩm giàu vitamin D và K. Và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Để mà có được những cái bộ xương chắc khỏe và những cái xương khớp của chúng không mắc một số bệnh về xương khớp thì chấn thương
chúng ta có thể làm một số điểm trên các bạn nhé. Nhưng mà ăn một cục ở trên đỏ đỏ đây, cái sừng cục ở đây vừa đây đừng đi nữa, có lại đau mất mấy ngày. Thì hôm nay ông nghỉ bữa nha, nếu nên đi xuống nên ngại đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ ăn nhiều những cái thực phẩm giàu vitamin D và K. Giờ 23 rồi, 9 rưỡi về xuống cái nơi rồi. Mày nghe trên tiền lúc mà bơm xiên luôn đi con. Cầm tiền rồi chú sang bơm xiên luôn đi. Đi mẹ bơm xuống lấy tiền mẹ ngại lắm. Cứ cầm tiền mấy cái trong túi này, xuống bơm cái xiên luôn đi. Hay cắt tóc luôn cũng được. Ở nhà anh túm mà cắt. Thôi con vậy cả lại cho con. Thế thì chị đem tiền đi bơm cái xiên cũng đi được một đi đi. Qua nhà chú sang á, đi sang á. Nhìn tiền không mở cửa mà anh không lấy tiền, ngại lắm. Chú nhìn chú sang ạ, mà mình bơm là chú lấy, mẹ bơm chú không lấy mẹ không thích đi. Lấy tiền trả chú nữa nghe. Mà bơm chú nó toàn bắt mình bơm mà có biết dùng bơm không? Cái bộ chú bơm mình đưa tiền việc chi, mình cho cháu không biết dùng. Cháu của cháu không biết bơm, chú bơm mình cho nó trong cái túi valo của mẹ ạ. Cầm lấy khoảng 5.000. Bơm nó không đi được môn hết hơi rồi, nặng lắm rồi thôi. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều vitamin D và K và duy trì cân nặng khỏe mạnh các bạn nhé, để có một cái bộ xương chắc khỏe và chiều dài thì chúng ta cần phải cả hai bánh duy trì một cái cân nặng ổn định, như là chúng ta không được xúc cân hoặc là lên cân quá. Cái việc mà xúc cân và lên cân thì nó cũng rất là quan trọng các bạn ạ. Như là cái việc xúc cân thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái bộ xương của chúng ta, có thể làm cho xương của chúng ta yếu đi, hoặc là cái việc lên cân nó cũng tương đương như thế. Chúng ta lên cân thì việc chúng ta lên cân thì nó cũng làm giảm cái hệ xương của chúng ta sau quá trình là nó tăng cái lượng mỡ nhiều các bạn nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thể làm, ngoài ra thì chúng ta phải ăn nhiều những cái thực phẩm mà giàu vitamin D và K. Và mình sẽ duy trì một cái cân nặng khỏe mạnh. Và một cái là tiếp theo nữa là tránh chế độ ăn ít calo. Vâng, cái việc mà chúng ta ăn nhiều những thức ăn nhiều calo thì nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình hình thành và phát triển hệ xương của chúng ta các bạn nhé.
Và tiếp theo thì chúng ta nên ăn nhiều cái protein. Và tiếp theo là chúng ta cần phải ăn những cái thực phẩm giàu axit béo và omega 3. Đây là những cái thực phẩm mà rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta cần phải uống một số thuốc thực phẩm chức năng để mình sẽ tăng cường cái đây các bạn nhận, đây là những cái thuốc thì chúng ta sẽ uống để tăng cường cái vitamin D các bạn nhé, và K. Đây là những cái thuốc thực phẩm chức năng mình hay sử dụng hàng ngày để giúp chắc vệ xương các bạn. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ lấy nước và uống viên thuốc này các bạn nhé. Ta sẽ uống những cái thuốc này.
Vâng, và ngoài ra thì chúng ta có thể làm một số cái công việc như sau các bạn nhé. Là cái việc mà chúng ta ra ngoài thì chúng ta cũng nên là tăng cường cái việc là sử dụng kem chống nắng thì nó sẽ bảo vệ rất là tốt cho xương và da của chúng ta các bạn. Vâng, và ngoài ra thì cái việc mà chúng ta ăn nhiều vitamin D và vitamin K thì nó còn có tác dụng rất là tốt trong cái việc làm giúp các tóc chắc khỏe các bạn nha. Đây, đây là những mái tóc mà mình đã sử dụng rất là nhiều, những cái thực phẩm như là vitamin D và K, vì vậy mà tóc của mình cũng rất là chắc khỏe các bạn này, nó rất là giảm gãy rụng rất là nhiều. Đấy thì video ngày hôm nay thì mình đang giới thiệu chúng ta về một số cách để chúng ta những cách để chúng ta có những cái xương, bộ xương chắc khỏe và phòng ngừa một số bệnh về xương. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có rất là nhiều cách để giúp cho xương chắc khỏe hơn, như là cái việc là mình ăn rau củ quả nhiều. Vâng, có lẽ là rau củ quả thì nó đã cung cấp cho chúng ta một cái lượng vitamin C rất là nhiều các bạn ạ.
rau củ quả, vâng, cái việc là ăn nhiều rau củ quả thì nó cũng có những cái tác dụng tốt như sau. Rau củ quả là một trong những cái nguồn vitamin C giúp kích thích sản xuất tế bào tạo xương. Ngoài ra thì một số nghiên cứu cho thấy tác dụng chống oxy hóa của vitamin C có thể bảo vệ các tế bào xương khỏi bị hư hại, và rau củ cũng làm tăng độ xương. Đây là một cái phép đua đại lượng canxi và khoáng chất khác được tìm thấy trong xương. Đây là một phép đo lượng canxi và khoáng chất được tìm thấy trong xương, và loãng xương là những yếu tố đặc trưng bởi mật. Và việc sử dụng những cái lượng lớn rau xanh và vàng có liên quan đến việc tăng quá trình canxi hóa, hay còn gọi là này là duy trì khối lượng xương ở người trẻ tuổi. Một nghiên cứu ở phụ nữ trên 50 cho thấy những người ăn hành tây thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh loãng xương thấp hơn, hay tức là mình hay ăn những cái rau xanh, và đặc biệt thì anh Hàn là hành tây các bạn nhé, thì nó có cái tác dụng chống loãng xương rất là tốt. Và thứ hai là magie kẽm xương chắc khỏe. Magie đóng vai trò trong việc di chuyển vitamin D thành dạng hoạt động
giúp thúc đẩy hấp thụ canxi. Bạn có thể bổ sung magie qua thức ăn hoặc sử dụng kẽm là một khoáng chất vi lượng cần thiết giúp tạo nên phân kháng của xương, thúc đẩy hình thành các tế bào xương và ngăn ngừa sự phân hủy xương. Bạn có thể bổ sung kẽm thông qua thực phẩm như thịt bò, tôm, rau muối xôi hoặc là hạt lanh. Và ngoài ra thì cái protein là một trong những cái thực phẩm mà giúp chắc khỏe xương rất tốt. Protein rất là quan trọng cho hệ xương. Trên thực tế có khoảng 5% xương được làm protein, và các nghiên cứu đã báo cáo rằng lượng protein thấp hàm giảm sự hấp thu canxi, có thể ảnh hưởng tốc độ hình thành và phá vỡ xương. Vâng, canxi là khoáng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của xương, và các tế bào xương cũ liên tục bị phá vỡ được thay thế bởi các tế bào mới. Vì thế bạn cần tiêu thụ canxi hàng ngày để bảo vệ cấu trúc và sức mạnh của xương. Các thực phẩm giàu canxi bao gồm yến mạch này, đậu phụ, hạt nhân và các loại đậu, tôm và sữa là những cái thực phẩm rất là giàu canxi các bạn nhé. Và vitamin D và K là thành phần quan trọng để giúp xương chắc khỏe. Vitamin D thì đóng vai trò giúp cơ thể bạn hấp thu canxi. Cơ thể bạn cần đạt được mức vitamin D trong máu ít nhất là 30mg 70 mol trên 1 lít để bảo vệ chống loãng xương và các bệnh xương khác. Thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em và người lớn có lượng vitamin D thấp và vitamin K thì hỗ trợ sức khỏe.
không rên. Và một cái tiếp theo mình muốn chia sẻ chúng ta đó là cái collagen giúp chắc khỏe xương. Collagen là protein được chính được tìm thấy ở xương, chứa các axit giúp xây dựng cơ xương, cơ chẳng và các mô khác. Collagen hydrolyzate có nguồn gốc từ xương động vật và thường được gọi là gelatin, được sử dụng để giảm đau xương khớp. Và thực phẩm cuối cùng của chúng ta là cái omega 3 giúp xin chắc khỏe. Xin chào Giang, rồi nay học bữa đầu tiên thế nào? Thằng lắm bị thầy bắt cái mồm thầy không luôn quá. Quay cái ngắn thì Minh quay tiếp cái ngắn đi con, đi để chiều quay cái dài cho xong đi, để mai là bận mẹ không có nhà được, mai phải đi cái bàn nữa thôi. Hôm nay mới là thức cái bao nhiêu cái học quay hết. Trên môi xuống một cục nè. Hãy như điều hòa anh bệnh lúc nhà mình ăn nước cái lúc anh bệnh. Vai khiên cũng chi không? Không. Nếu mới vô trời lạnh, mới vô làm khen được. Hãy lâu rồi nha. Khen chứ, mới vô làm ăn khen được. Thằng lắm anh, nó không ngu quá nên là mình thấy. Chà, đúng rồi, anh đánh đợi. Đúng rồi. Ở đó, thằng là thầy đứng nhìn nè. thằng nó ngu quá nên là bị thịt bị hỏng đi về. Đúng rồi. Và axit béo omega 3 nổi tiếng có tác dụng chống viêm, đồng thời giúp bảo vệ chống mất xương trong quá trình lão hóa. Bạn có thể bổ nguồn thực phẩm chất omega 3 bao gồm hạt chia, hạt lanh và quả ốc chúa, động vật như các loại cá, béo và hàu. Và một cái biện pháp cuối cùng để chúng ta có được những cái xương chắc khỏe đó là mình tập luyện các bạn nhé. Tập luyện xương chắc khỏe.
Một trong những hoạt động tốt nhất giúp xương chắc khỏe là tập thể dục chịu lượng hoặc là tác động cao nhằm thúc đẩy hình thành xương mới. Các nghiên cứu ở trẻ em, bao gồm cả những người mắc bệnh tiểu đường, giúp một phát hiện ra rằng hoạt động này làm tăng lượng xương được tạo ra. Ngoài ra, thì việc tập luyện còn giúp ngăn ngừa mất xương ở người lớn tuổi. Các nghiên cứu ở đàn ông và phụ nữ thực hiện các bài tập thể dục chịu sức cao cho thấy sự gia tăng mật độ xương, sức mạnh và kích thước xương cũng như các dấu hiệu của sự thay đổi xương viêm. Bình ơi, quay thì không nấu cơm đi Quân. Hôm nay mẹ phải lô hết quay mấy cái gì mẹ không nấu được một đi đi. Quay cái dần ngay ngắn đi. Linh, wow.
Vâng, video ngày hôm nay thì mình đang chia sẻ chúng ta về những cái cách để giúp cho những cái xương chắc khỏe các bạn nhé. Mình ơi, mình quay để qua mình đi nấu cơm đi. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ chúng ta về một số cái để ta thêm các sản phẩm từ sữa các bạn nhé. Ai cũng biết thì sữa giàu canxi đối với xương thì bạn có thể sử dụng mọi loại sản phẩm từ sữa. Thì sữa tươi, phô mai hoặc là sữa chua. Mình ơi, răng đấy cuốn. Mình không quay thì mình nấu cơm đi, bữa nay mẹ không làm được mô. Nhưng mà nặng nấu thì không có một mình. Bắt cơm bắt nước để nấu đi. Mà chiều mình cũng biết sao chị mình nấu xong cái bộ thế mà. Không thì mai ở nhà mình quay, mai tao đi bà ở nhà mình quay. Tối bữa tê tao mới về thôi. Tối mai tao về. Nếu không thích sữa bò, sữa đậu nành cũng rất là giàu canxi các bạn nhé. Mà tao mang bà xuống rồi tao làm cái tủ xong này để bà tao về bà tê xuống. Ủa? Nên là để bà đó. Thì bà đứng được bà chi thì bà vẫn đi đi lại lại được mà. Tối bà vô phòng bà nói chuyện với bà ngủ rồi bà tê xuống với bà chi. Ở đó thì chắc cũng có các bà đó chứ. Mê mình người đa số người ta đi của mình cứ đi hết không có cái chi mà bà đang khỏe đó thì có cái chi. Mắt thì bà làm lại cả hai mắt đúng không? Một mắt. Không một mát này còn mát rồi. Mát thì bữa sau mới làm được chứ. Và chúng ta sẽ thêm vào các chế độ ăn các bạn nhé. Mặc dù sữa có tỷ lệ canxi cao, nó không phải nguồn cung cấp canxi duy nhất. Một số loại hạt cũng có hàm lượng canxi cao. 30g hạt nhân chứa 75g canxi. 30g chứa 37g canxi. 30g hạt hướng dương chứa 33g canxi. Và cái thứ ba là ăn rau xanh đậm, súp lơ xanh, bắp cải, cần tây, rau xíp là bà đi thăm rồi. Bây giờ làm phức tạp, muốn thăm nộm rách việc thật. Cứ vậy đi thăm làm gì đó cũng cứ là hơi thì chứ những người ta ốm bao nhiêu lần cứ đến thăm là về lại đến thăm. Này người ta đâm người ta mang nợ rồi. Cứ thăm mình gì cơ. Con thấy thăm lần đấy chứ. Cứ cứ mỗi lần đi viện về lại đến thăm. Cả năm người ta ốm đến chục lần này, thăm chục lần rồi người ta lại mang nợ ra. Làm thấy ngại, không trả được người ta ngại lắm chứ. Mà thăm thì mày cũng phải đến thăm không được mô. Mà bà được bữa bà thăm mắt về cái gì cũng người đến thăm mà. Giống như là hồi trước thằng Lâm bị gãy bị bó bột đấy nhỉ, cũng có nhiều người đến thăm nhỉ. Hình như lúc đó cũng ăn cổ là đỡ mà đúng đến thăm thôi. Hình như là và súp lơ xanh bắp cải cần tây rau diếp là nguồn cung cấp canxi dồi dào và chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là cách giúp bạn đa dạng nguồn canxi để duy trì sức khỏe. Em nhớ là như bác gỡ rồi. Cho gỡ hả? Anh gì gỡ cho đi. Thật không? Cái lúc tuần tới mèo là tôi di vướng mình là phải cặp xem cái lời thôi. Em... Minh chờ con quay con nấu cơm đi. Và
và tăng hệ xương với canxi với vitamin K. Thì vitamin K giúp tăng lượng đi đi cuốn đứng dậy đi mà làm đi đúng không? Phải nghỉ ngơi một chút. Lúc đó con nữa mẹ rồi xuống một muộn tí có 10 giờ phải xuống. Xuống sớm quá. Chưa ra. Chưa. Thì tao thấy thầy gọi là 9 rưỡi ra thì 10 giờ mới ra. Con phải lượn lên lượn xuống lượn mấy chục vòng mới ra. Cô hơi cô thấy nhiều. Có. Cô hỏi chiêu. Cô hỏi là chào lớn nha. Con đi lượn mấy chục vòng. Đi đi con. Ủa, mình đứng dậy nằm mưa tại. Nào ngủ đến đời. Con cảm ơn đi đi. Cảm ơn chị bắt cái đứa tí nấu được thêm bò. Nấu lấy bò, lấy bò vào bò. Mưa đi qua cái mắt nhỉ. Có chiều mới đi không? Nấu lấy bốn bò mình chăng. Và tăng cường hoạt động thể chất. Ở khi luyện tập thể thao bạn góp phần tạo ra áp lực trên hệ xương và một hoạt động thể chất phù hợp sẽ gửi tín hiệu đến cơ thể nhằm tạo ra nhiều tế bào xương, tăng mật độ và khiến nó khỏe mạnh hơn. Đây là những cái tác dụng mà trong quá trình hoạt động thể thao mà chúng ta đã tạo ra được để giúp chúng ta sẽ chắc khỏe xương hơn các bạn nhé. Tức là trong quá trình tập luyện thể thao thì bạn có phần tạo ra áp lực cơ trên hệ xương, một hoạt động thể chất phù hợp sẽ gửi đến tín hiệu đến cơ thể nhằm tạo ra nhiều tế bào xương, tăng mật độ và khiến nó khỏe mạnh hơn. Và một cái phương pháp tiếp theo là chúng ta sẽ bổ sung cá 100g cá mòi chứa đến 400mg canxi. Cá tươi chứa nhiều lợi ích hơn cá đóng hộp, xương chúng cũng nhỏ dễ nhai và chứa nhiều canxi. Ngoài ra thì chúng ta cần phải giảm cái lượng đồ uống có ga, thì chúng ta cần phải giảm đi để tại vì những cái axit mà có các loại đồ uống có ga làm tăng lượng canxi trong máu thì sẽ khiến cơ thể phải sử dụng khoáng chất có sẵn và bao gồm canxi để bù lại. Nếu canxi không có đủ trong máu, cơ thể sẽ lấy lại từ xương. Vì thế nếu bạn có thói quen đồ uống có ga hàng ngày, bạn đang gây một tác động xấu đến xương của mình. Nói chung là những cái loại nước uống có ga thì chúng ta không nên uống, tại vì nó gây hại rất là nhiều thứ, nó sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh và đặc biệt là ảnh hưởng ngay trực tiếp đến hệ xương của chúng ta các bạn nhé. Vì vậy mà chúng ta không nên sử dụng những cái đồ uống có ga hàng ngày. Và phân bố nguồn canxi hợp lý, nên học cách hấp thụ canxi một cách thông minh. Có thể hấp thu canxi tốt nhất không quá 500mg một lần. Vì thế nếu bạn đang có dự định bổ sung một lượng lớn thực phẩm vào đồ uống canxi thì hãy chia nhỏ các bữa ăn cơ thể để hấp thụ hiệu quả nhất.
Vâng, thưa các bạn, buổi trưa ngày hôm nay thì mình đang giới thiệu chúng ta về những cái cách để chúng ta có những cái hệ xương chắc khỏe, cũng như là review những cái thực phẩm để giúp cho xương chắc khỏe các bạn nhé. Chị Chi, vâng, thưa các bạn, video ngày hôm nay mình đang giới thiệu chúng ta về những cái thực phẩm. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta bổ sung những cái thực phẩm về canxi và vitamin K thì nó còn giúp cho tóc chúng ta sẽ khỏe hơn các bạn nhé. Đây là những cái thực phẩm rất là tốt cho xương và cũng như là tóc. Thank you.
Vâng, thưa các bạn, pizza ngày hôm nay mình mình đã giới thiệu chúng ta về một số cái chức năng và những thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe và đặc biệt là tốt cho hệ sinh các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, video ngày hôm nay mình giới thiệu chúng ta đã hết. Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.